chương 351, răng lợi của công chúa Thanh Lân không tệ, một, dù sao hệ thống cần phải bị yêu ma công kích mới có thể mở ra, lúc ấy thân ở trấn ma ngục, nếu như không phải tiểu thi mị quyến rũ hắn, trừ phi hắn điên rồi mới có thể chủ động để cho yêu ma công kích mình, cho nên cố Thanh Phong hiện tại muốn báo đáp tiểu thi mị, giúp nàng hóa hình. Chính là câu nói, nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Ừm, làm người thì phải như thế chứ tuyệt đối không phải vì sau này có thể khiêu vũ cùng tiểu thi mị soạt cố thanh phong vung tay lên thu hết toàn bộ thi thể của thần cảnh yêu ma vào trong không gian dị độ đồng thời dặn dò tiểu thi mị mấy câu nói cho nàng biết những thứ này đều cho nàng chăm chỉ tu luyện tranh thủ sớm ngày hóa thành hình người tiểu thi mị nhìn thấy nhiều thi thể yêu ma thần cảnh như thế cảm động đến sắp khóc bị cảm giác hạnh phúc khổng lồ đập trúng đang muốn nhảy một vũ điệu mới nghiên cứu gần đây cho cố thanh phong xem nhưng đã bị cố thanh phong ngăn lại bởi vì công chúa thanh lân sắp đến sau khi đuổi tiểu thi mị đi không bao lâu hai vị yêu ma thần cảnh liền áp tải một nữ tử tuyệt đẹp đến trước mặt chủ nhân đã đưa công chúa thanh lân đến rồi buông ta ra mau buông bổn công chúa ra đám phản đồ các ngươi công chúa thanh lân thân mặc một bộ thanh y nàng ta đang còn dãy dùa nhưng nàng ta bị phong bế tu vi dãy dùa như thế nào cũng vô ích Cố Thanh Phong ngồi trên ngai vàng, đánh giá công chúa Thanh Lân một cách hứng thú, ngẩng đầu lên để bổn tọa nhìn cho rõ. "Phi, nhân tộc ti tiện nhà ngươi. Vậy mà ngươi dám bắt bổn công chúa, ngươi đợi đó, vả miệng." Cố Thanh Phong hờ hững ra lệnh. "Hai con yêu ma bắt công chúa Thanh Lân lập tức đánh nạn ta." Chát chát, sau khi bị vả đều hai bên, khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Thanh Lân tức thì sưng phù lên. "Các ngươi lại dám đánh ta?" Bổn công chúa nhất định sẽ giết chết các ngươi, công chúa Thanh Lân nổi điên gào thét, trông dáng vẻ như thế rõ ràng chính là một cô công chúa ngang ngược bị chiều hư, nhưng cũng có thể hiểu, dù sao Thanh Ma Hoàng xem như là người mạnh nhất thanh giới, con gái của hắn ta tất nhiên là quen với việc bề trên. Tiếp tục. Cố Thanh Phong hờ hững nói, chát chát chát. Tiếng vả miệng không ngừng vang lên. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, công chúa Thanh Lân ngang ngược sau khi bị bạc tai mấy trăm cái cuối cùng từ cơn thịnh nộ ban đầu đã chuyển sang khóc lóc thảm thiết. Đau đớn là một chuyện, chủ yếu là tuổi nhục, nàng ta từng phải chịu loại uất ức này khi nào chứ? Phải biết rằng nhân tộc trước kia đều là đồ chơi trong tay nàng ta, là nô lệ heo chó cũng không bằng, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược, nô lệ chuyển mình thành chủ nhân, còn hạ lệnh vả miệng mình mấy trăm cái. Nỗi tuổi nhục mãnh liệt thế này khiến nàng ta không kìm được bật khóc, còn dám hét loạn nữa không? công chúa thanh lân cúi đầu nức nở thân thể mềm mại rụt trở lại không dám nói nữa lúc này gương mặt vốn dĩ mềm mại đã sưng thành đầu heo không còn nhìn ra chút xinh đẹp nào nữa mở hạn chế tu vi của á ta sau đó các ngươi có thể lui xuống được rồi vâng chủ nhân hai con yêu ma thần cảnh vội vàng tuân theo lập tức lùi lại rời đi công chúa thanh lân phục hồi tu vi yêu lực trong cơ thể bắt đầu chuyển vận mặt lợn lập tức tiêu tán bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp trước đó, điều khác biệt duy nhất là vẻ kiêu ngạo ngang ngược trước kia đã biến thành vẻ hoa lê ước mưa hiện tại. Ngẩng đầu lên, dáng người yêu kiều của công chúa Thanh Lân rung lên, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn chậm chạp ngẩng đầu lên. Cố Thanh Phong đánh giá một cách tỉ mỉ, phát hiện nữ tử này quả nhiên là đẹp từ trong trứng nhưng nếu như chỉ nói về sắc đẹp thì nàng ta cũng không bị được với bạch hồ hoàng hậu. Nhưng nàng ta có một ưu thế lớn nhất, đó chính là làn da, có thể là do thiên phú của chủng tộc, làn da của tộc người cá thật sự là mềm mại như nước. Làn da trắng hồng đó dường như có thể nắng ra nước. Lại gần chút, đến bên cạnh bản tôn, công chúa Thanh Lân càng run rẩy tận hơn, rõ ràng có hơi sợ sệt người đàn ông đã hạ lệnh vả miệng mình mấy trăm cái. Nàng ta do dự chần chừ không muốn tiến lên, Cố Thanh Phong mất kiên nhẫn, không khỏi ra lệnh cho Bạch Hồ hoàng hậu đang đấm bóp bên cạnh, cô đi xuống đánh nàng ta thêm 500 cái, đánh đến khi nào nghe lời thì thôi. Bạch Hồ hoàng hậu nghe vậy liền run lên, trong lòng thầm nói người đàn ông này đúng là không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Lúc đang định tiến về phía trước, công chúa Thanh Lân lại sợ hãi hét to lên, "Đừng mà, đừng đánh ta nữa, ta đi liền mà." Công chúa Thanh Lân chạy bước nhỏ đến bên cạnh Cố Thanh Phong, đầu cuối thấp, mặt đầy vẻ hoảng loạn, ngẩng đầu lên, đừng để bản tôn phải nói lần thứ hai. Công chúa Thanh Lân bị dọa sợ ngẩng phát đầu lên, Cố Thanh Phong đánh giá nàng ta ở khoảng cách gần, sau đó hắn duỗi tay nhéo mặt nàng ta, bóp mặt đến mức miệng nàng ta chu lên, còn để lộ hai cái răng cửa trắng tinh, răng lợi không tội, không hổ là tộc người cá. Ưng, ừ. rốt cuộc nuôi muốn làm gì? Công chúa Thanh Lân nói có hơi ngọng. Cố Thanh Phong cười tà ác, ghé đến bên tai nàng ta, khẽ nói hai câu, sắc mặt công chúa Thanh Lân đột nhiên tái mét, không ngừng trốn lùi về phía sau. Xong lại bị Cố Thanh Phong bóp chặt lấy khuôn mặt, không thể thoát khỏi. Cho dù ta chết, cũng sẽ không làm đâu, công chúa Thanh Lân sợ và dãy dụ nói. Chương 352, răng lợi của công chúa Thanh Lân không tệ, hai, muốn chết. Nào có dễ như vậy? Cô có thể chọn không nghe lời, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho phụ thân thanh ma hoàng của cô tuy hiện tại bản tôn tha cho hắn nhưng trên thân hắn có dấu ấn truy hồn thuật chỉ cần bản tôn muốn thì có thể tóm hắn lại bất cứ khi nào rồi giết chết hiện giờ sống chết của cha cô đang nằm trong tay cô bản tôn bản tôn tin rằng cô là một người con hiếu thảo cô chắc chắn không muốn cha mình chết đâu phải không vẻ mặt của công chúa thanh lân càng thêm tái xanh thân hình cũng lung lay chực đổ sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt nàng ta đã thỏa hiệp. Ngày kế, Cố Thanh Phong thấy nỗi sợ và oán hận thoáng lóe qua trong mắt công chúa Thanh Lân, hắn cười chẳng thèm để ý thì ra những yêu ma này coi nhân tộc là súc vật cũng biết sợ, cũng biết hận, cái gọi là không cùng tộc ta, ắt có dị tâm, sông núi khác biệt, không đội trời chung. Yêu ma không coi nhân tộc là người, Cố Thanh Phong hắn sao phải coi yêu ma là người? Chát! Một cái bạc tai đáp lên mặt công chúa Thanh Lân mẹ nó thử trận mắt lần nữa xem. Có tin bản tôn móc mắt cô ra không? Nghe nói ăn mắt cá bổ mắt lắm, đúng lúc bản tôn muốn nếm thử, nỗi căm hận trong mắt công chúa Thanh Lân lập tức tiêu tán, chỉ còn lại nỗi sợ vô hạn. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, sau khi ép công chúa Thanh Lân nhận chủ xong liền đi làm chính sự, đục khoét quốc khố của vạn yêu quốc. Năm đó quốc khố của Vương Triều Đại Viêm cũng đã làm cho hắn giàu có đến mức nước đố đổ vách, thì càng đừng nói đến vạn yêu quốc vạn yêu quốc khống chế toàn bộ thanh giới quốc khố của nó tất nhiên là hội tụ mọi bảo vật và tài sản trân quý nhất trên toàn thế giới nếu không lấy há chẳng phải là tiện nghi cho yêu ma sao vạn yêu quốc hôm nay nhất định chính là hậu hoa viên của cố thanh phong muốn làm cái gì cũng sẽ không có yêu ma ngăn trở dưới sự dẫn dắt của một vị yêu ma thần cảnh hắn đã nhanh chóng đi tới quốc khố khoảnh khắc vừa bước vào quốc khố cố thanh phong liền kinh hãi loại cảm giác đó cực kỳ giống một gã ăn mày đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi vàng điều quan trọng nhất là ngọn núi vàng này còn có thể lấy thỏa thích thiên tài địa bảo linh phù kỳ trân đang dược linh binh bên trong dùng từ chất thành núi đã không thể hình dung được nữa quả đúng là vô biên vô hạn có thể so với biển cả vạn yêu quốc tích lũy mấy đời gom gấp hơn nửa kỳ trân dị bảo của thanh giới tất cả đều ở đây điều đáng tiếc duy nhất là cố thanh phong biết hiện giờ thực lực của mình quá mạnh độ của thanh giới có lẽ không cần dùng đến. Có điều không phải nóng, không ai chê tiền nhiều, lấy đi là xong. Nhưng quốc khố của vạn yêu quốc thực sự quá giàu có, cổ thanh phong nhét vào không gian dị độ cũng sắp đầy rồi. Bất đắc dĩ lắm mới vứt ra khá nhiều yêu ma, lúc này mới bỏ vào hết được. Đến lúc này hắn cũng đã ý thức được cần phải mở rộng không gian dị độ. Ngay sau đó liền hạ lệnh cho mấy trăm yêu ma thần cảnh đi khắp nơi trên cả nước truy lùng yêu ma có âm vực, bắt lấy rồi làm bể âm vực mở rộng không gian dị độ. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua, ba ngày nay, Cố Thanh Phong rất bận. Ban ngày bận mở rộng không gian dị độ, ban đêm bận săn sóc cho nữ yêu hậu cung, bận rộn nhưng cũng phong phú. Hắn gần như làm vỡ hết âm vực của yêu ma mà hắn có thể tìm thấy, bao gồm cả bồ yêu. Không gian dị độ đã mở rộng đến quy mô của một thành phố, cực kỳ thoải mái, chỉ là không săn sóc được cho các nữ yêu, số lượng thì quá nhiều, quả thực là không thể phân thân nhưng cũng chẳng sao cứ đưa hết toàn bộ vào không gian dị độ tương lai còn dài mà ngày nay hắn cũng đã nhận được tin tức về thanh ma hoàng thông qua thuộc hạ không biết trước đó thằng này trốn ở xó hẻo lánh nào chữa thương bây giờ hình như tình trạng đã chuyển biến tốt hắn ta đã bắt đầu hành động thanh ma hoàng rất thận trọng chỉ cắn nuốt yêu ma ở khu vực biên giới vạn yêu quốc và thay đổi chỗ liên tục hình như sợ cố thanh phong tìm đến bắt hắn ta sau khi nhận được tin tức cố thanh phong quá cạn lời ông đây đang vội đột phá thần cảnh đấy đã bật đèn xanh cho ngươi rồi có thể nhanh tí được không vậy nói thật là bây giờ thanh ma hoàng này rất quan trọng thực lực của cố thanh phong được nâng cao là đều nhờ vào hắn ta hắn ta không chỉ có thần binh vạn yêu phiên mà còn nắm giữ phương pháp liên lạc với thánh tộc thượng giới hai điều này quan hệ rất mật thiết đến việc cố thanh phong trở nên mạnh mẽ hơn cho nên việc cố thanh phong phải làm chính là ép hắn ta từng chút một ép hắn ta cắn nuốt yêu ma sau đó dùng vạn yêu phiên đến đánh hắn sau khi đánh đến tuyệt vọng vì để báo thù thanh ma hoàng cùng đường bí lối chỉ có thể liên lạc với thánh tộc quy trình này có thể nói là hoàng mỹ chỉ là hiện tại thanh ma hoàng quá mức thận trọng căn bản không tin mình sẽ tha cho hắn ta e là trong tâm hắn ta nghĩ rằng sở dĩ mình tha cho hắn ta chính là để dụ hắn ta lấy vạn yêu phiên ra cắn nuốt yêu ma sau đó sẽ ra tay cướp đoạt ai do hiểu nhầm tai hại dẫn đến tiến độ bên thanh ma hoàng bị chậm Chương 353, chuẩn bị bất ngờ cho Thương Tâm nhiên Cố Thanh Phong không phải không nghĩ đến sử dụng vũ lực, nhưng vấn đề là Thanh Ma Hoàng chắc chắn là kẻ cứng rắn hiếm có trong bầy yêu ma, vợ con đều ở trong tay mình, vậy mà hắn ta vẫn nhìn được. Hơn nữa mình cướp lấy Vạn Yêu Phiên và bổ sung năng lượng cho hắn ta cũng không thực tế, bởi vì Cố Thanh Phong biết được từ trong lời của Bạch Hồ Hoàng hậu rằng Vạn Yêu Phiên sớm đã nhận Thanh Ma Hoàng làm chủ. Thần binh có linh tính, chủ nhân chưa chết Người khác vốn dĩ không thể sử dụng, với lại vạn yêu phiên vẫn luôn được thanh ma hoàng cất trong không gian bên mình, chỉ có hắn ta mới có thể mở ra. Thêm cả việc trước khi thanh ma hoàng chưa liên hệ với thánh tộc thì không thể chết được, cho nên Cố Thanh Phong không thể dùng vũ lực, chỉ có thể ép hắn ta tự hành động. Đối phó với loại yêu ma này, e rằng dù cho tra tấn như thế nào cũng khó mà ép người ta thỏa hiệp, chỉ có thể thực hiện từ từ theo cách này. Nhưng vấn đề là, mịa nó cách này quá chậm thanh ma hoàng di chuyển liên tục còn không dám đến thành thị lớn mà chuyên chọn những vùng biên giới xa xôi nơi đó yêu ma vừa ít thực lực thì yếu nhất cứ thế này phải đợi đến khi nào cố thanh phong cũng không gấp rút nâng cao thực lực chủ yếu là cha vợ không đợi nổi nữa rồi kéo dài một ngày cha vợ sẽ phải chịu tội thêm một ngày thương tâm nhiên sẽ đau lòng thêm một ngày đây không phải là những điều hắn muốn nhìn thấy nghĩ tới nghĩ lui cố thanh phong đã nghĩ ra một cách đó chính là mình dẫn đám yêu ma thủ hạ rời khỏi vạn yêu quốc, chỉ cần mình đi, thanh ma hoàng chắc chắn sẽ yêu tâm, nó sẽ không kiên về gì đi hấp thụ yêu ma. Từ đó sẽ đẩy nhanh tiến độ, tuy hiện tại thanh ma hoàng giống như chó nhà có tan, nhưng cố thanh phong không hề nghi ngờ rằng cựu cường giả số một của thanh giới không thể nào mà không có tai mắt của mình trong vạn yêu quốc, dù sao hắn ta cũng đã gây dựng địa bàn này hơn ngàn năm rồi mà. Cho nên tin tức mình dẫn thuộc hạ rời đi thể nào thanh ma hoàng cũng biết sau khi xác định mình đã thật sự rời đi dựa vào độ thù hận trong lòng hắn ta tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa chắc chắn hắn ta sẽ điên cuồng cắn nuốt yêu ma tích lũy sức mạnh sau đó tìm mình báo thù vì để đẩy nhanh tiến độ cố thanh phong quyết định tạm thời rời khỏi vạn yêu quốc một thời gian đúng lúc hắn cũng có hơi nhớ cô vợ bé bỏng trong nhà tuy bên ngoài hắn phóng túng buông thả nhưng đó đều là góp vui lấy lệ hơn nữa hắn cũng không vụng trộm với ai quyết định xong xuôi cố thanh phong liền gọi mấy trăm tiểu đệ yêu ma thần cảnh tới sau đó bay ra từ hoàng cung một cách rầm rộ sôi nổi dọc đường rêu rao khắp nơi bay thẳng tới núi lưỡng giới trên đường vô số yêu ma đã tận mắt nhìn thấy cố thanh phong dẫn người rời khỏi vạn yêu quốc mà tin tức này tất nhiên cũng không giấu nổi thanh ma hoàng hiện đang ẩn nấp trong tối ngày thứ nhất cố thanh phong rời đi thanh ma hoàng án binh bất động bởi vì hắn ta cứ cảm thấy rằng đây là trò bịp bợm của cố thanh phong tuy biết chắc chắn cố thanh phong thật sự đã rời đi nhưng hắn ta thấy rằng cẩn trọng vẫn hơn sang ngày thứ hai thanh ma hoàng không ngồi thể ngồi yên nữa mối hận trong lòng giống như đàn kiến gặm nhắm tim nó đang giày vò nó mọi phút mọi giây nhất là hễ hắn ta nghĩ đến vợ con mình đều đang nằm trong tay đối phương mỗi ngày đang phải chịu cơn tra tấn dã man trong lòng càng đau đớn vạn phần hiện tại hễ hắn ta nhắm mắt lại trong đầu sẽ lập tức vang lên khúc giao hưởng ngày đó cùng với lời của cố thanh phong nói về thanh lân hắn ta thật sự không thể nhịn thêm một giây nào nữa hận không thể lập tức dùng vạn yêu phiên cắn nuốt hàng tỷ yêu ma sau đó giết chết cố thanh phong ngày thứ ba thanh ma hoàng đã hành động hắn ta nghĩ rằng cho dù là trò bịp bợm thì sao chứ cho dù cố thanh phong đi thật rồi hắn phát hiện mình xuất hiện cắn nuốt yêu ma muốn vội vã trở lại cũng phải cần thời gian khoảng thời gian này đủ để mình trốn thoát thế là thanh ma hoàng cầm vạn yêu phiên trực tiếp nuốt chửng một tòa thành nhỏ ở biên giới cắn nuốt hàng trăm ngàn yêu ma làm xong hết thảy hắn ta lánh mặt một chút phát hiện cố thanh phong vẫn chưa quay lại thế là liền làm theo cách cũ nuốt chửng một tòa thành trì yêu ma sau đó lại ẩn nấp cứ lặp đi lặp lại như thế có điều tần suất lẫn trốn càng lúc càng ít đi thời gian cũng càng ngày càng ngắn Hiển nhiên là đang dần dần sùng xả. Mà trong lúc Thanh Ma Hoàng đang đấu trí đấu dũng với không khí, Cố Thanh Phong đã dẫn mấy trăm con yêu ma thần cảnh đến lối vào ám giới. Tuy thủ tục đi vào ám giới phức tạp, vả lại chỉ quen một mình Thương Tâm Nhiên, nhưng ai biểu Cố Thanh Phong là Lan Quân của nàng chứ? Trước khi rời đi, Thương Tâm Nhiên đã nói cho hắn một cái nút để tiến vào. Cố Thanh Phong lúc này đang ở trước cái nút đó, hắn không tiến vào ngay, mà lại nhìn hơn 500 yêu ma thần cảnh đứng phía sau mình không khỏi cười thầm trong lòng. Không biết nghiêng Nhi có thích niềm vui bất ngờ này không nhỉ? Trong ám giới, thương tâm Nhiên đang đứng bên cửa sổ, chăm chú dõi ra ngoài. Đôi mắt giống như làn nước thu của nàng lúc này có hơi thất thần, dường như đang lơ đỉnh. Bởi vì trong lòng nàng đang nắm giữ một làn gió mát, làn gió mát đó nhẹ nhàng thổi tới, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi, đi không chút lưu luyến, nhưng lại cuốn mất một trái tim. Đã hơn nửa tháng kể từ khi Cố Thanh Phong rời khỏi ám giới. Chương 354, đây rõ ràng là chúa tể yêu ma, một, thương tâm nhiên lạnh lùng từ sau khi hắn đi lại càng trầm lặng hơn. Nàng không hiểu tâm trạng này là như thế nào, chỉ thấy lòng ngực ngột ngạt, hít thở không thông. Có lúc nàng lại nghĩ, rõ ràng thời gian hai người tiếp xúc không dài, nhưng không biết cớ sao mà trong đầu nàng lại cứ hiện ra bóng hình của người đó. Và cả quãng thời gian lúc hai người ở bên nhau nữa, thông thường vào thời điểm này, trên khuôn mặt thanh lãnh của thương tâm nhiên sẽ hiện ra màu đỏ ửng bởi vì hễ là những hồi ức nàng có thể nhớ đến đều là những đoạn không thể miêu tả đó hết cách rồi thời gian hai người tiếp xúc rất ngắn sau đó cố thanh phong vừa gặp nhau cũng không cho phép nàng nói bình thường đều là vào thẳng chính sự luôn cho nên hồi ức của thương tâm nhiên có hơi đơn điệu nhưng tư thế phong phú thương tâm nhiên không biết đây có phải tình yêu hay không nhưng nàng biết rõ đời này mình chắc chắn sẽ không quên được cố thanh phong đối với một cô gái vừa đơn thuần lại bảo thủ như nàng, ấn tượng về lần đầu tiên là cả đời khó quên, chớ đừng nói tới đối phương còn là phu quân của nàng. Rất nhiều lúc, thương tâm nhiên đều sẽ cảm thán, may mà, may mà Cố Thanh Phong là phu quân của mình mà không phải là người khác, bởi vì Cố Thanh Phong giống như mình, tầm gắn bó với nhân tộc, đồng thời hắn còn khéo hiểu lòng người. Thời điểm mình đề xuất muốn đi thượng giới, hắn cũng không có phản đối, mà là lựa chọn ủng hộ, nói hết thảy cứ giao cho ta người này khiến thương tâm nhiên cảm thấy an tâm trước giờ chưa từng có chỉ là hiện tại cố thanh phong đi rồi thời gian hắn đi càng dài thương tâm nhiên càng thêm bồn chồn trong lòng nàng sợ cố thanh phong sẽ bị vạn yêu quốc bắt đi sợ những bất ngờ hắn nói đều là lợi bịa đặt thật ra hắn đã ngán mình nên mới rời đi cứ như thế thương tâm nhiên đắm chìm trong thất vọng mất mát bỗng nhiên vẻ mặt thương tâm nhiên khẽ thay đổi mới vừa rồi Nàng đã cảm giác được lối vào ám giới đã được mở ra, điều này khiến cho tâm nàng nhảy nhót, bởi vì ám giới phải luyện tập đại trận 108 đô thiên lục ma, trong khoảng thời gian này ngoại trừ Cố Thanh Phong thì sẽ không có ai khác đi ra ngoài, hiện tại lối vào bị mở ra, vậy chẳng phải là có nghĩa là Cố Thanh Phong đã trở về. Nàng vội vàng bay tới lối ra vào, nhưng lại bởi vì da mặt mỏng mà không muốn tỏ ra nôn nóng quá mức, cho nên đổi bay thành đi, chỉ là thương tâm nhiên còn chưa đi được hai bước đột nhiên. Hơn 500 luồng yêu khí ngất trời xông thẳng vào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ám giới, sắc mặt thương tâm nhiên đột nhiên biến đổi, trong lòng có dự cảm xấu. Nàng nhoáng một cái đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, hơn 500 luồng yêu khí xung thiên đã lập tức làm kinh động đến toàn bộ người trong ám giới. Khoảnh khắc này, vô số cường giả thần cảnh kinh hoảng lúng túng, dồn dập sông thẳng lên trời, tốc độ của cường giả thần cảnh dĩ nhiên nhanh như ti chớp, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện ở nơi có yêu khí hơn một trăm vị thần cảnh của ám giới đã hội tụ lại với nhau khi bọn họ đến lối vào tất cả mọi người không khỏi tái nhợt mặt mày chỉ thấy hơn năm trăm con yêu ma thần cảnh hung thần ác sát đang ngạo nghễ đứng ở trên không trung tạo thành một đại quân yêu ma gần như là bao vây cả ám giới là chó chăn cừu có cường giả thần cảnh sợ hãi hô lên sao có thể chứ bọn hắn làm sao biết ám giới ở đâu? Đây không phải đang ở trong giấc mộng vĩnh hằng chứ, trong ám giới có phản đồ. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ vị trí? Vô số nhân tộc thần cảnh vừa giận vừa sợ. Ám hoàng đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ, không ít cường giả thần cảnh đưa mắt về phía tâm phúc của ám giới, thương tâm nhiên. Chỉ là thời khắc này thương tâm nhiên dường như cũng đang rất ngỡ ngàng, hình như nàng nghĩ tới điều gì, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch, trong nháy mắt đã không còn chút huyết sắc cương giả thần cảnh đều là hạng người tai thính mắt tinh vừa nhìn thấy nét mặt của thương tâm nghiêng tức khắc đã phản ứng trở lại tuyệt minh tử bên cạnh đột nhiên nghiêm trọng nói ám hoàng đại nhân theo lão phu biết trong khoảng thời gian này e rằng chỉ có một mình cố thanh phong ở bên ngoài đúng chứ thương tâm nghiêng không nói gì chỉ là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cố thanh phong theo ta thấy hắn nhất định là phản đồ ám giới ngàn năm vô sự nhưng hắn vừa đến đây bọn yêu ma liền tìm tới cửa, hơn nữa gần đây cũng chỉ có một mình hắn đi ra ngoài, không phải hắn thì còn có thể là ai? Nhân tộc thần cảnh không phải người ngu, tình cảnh thế này, kẻ hiểm nghi lớn nhất đúng thật là Cố Thanh Phong, đáng ghét. Rồi có một ngày lão phu nhất định sẽ giết chết Cố Thanh Phong, tuyệt minh tử căm hận nói. Ngay lúc tinh thần quần chúng đang kích động, thương tâm nhiên lên tiếng, ta không tin đó là hắn. Ám Hoàng đại nhân ngài hồ đồ rồi a. À? bằng chứng như núi ở đây, nhất định là hắn. Lão Phu đã sớm nhìn thấu giả tâm tham vọng của hắn, không giống người tốt. Đến lúc này rồi, ngài không thể bởi vì hắn là phu quân của ngài mà bên vực hắn được. Ngài nhanh chóng tỉnh ngộ đi, tuyệt minh tử vội la lên. Lão còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng mà đúng lúc này, bên phía yêu ma đột nhiên xuất hiện sự thay đổi. Mọi người ở ám giới vốn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng, lúc này thấy đội hình của yêu ma biến động lập tức rối rít không nói nữa. Nét mặt người nào cũng nghiêm trọng, nâng cao tinh thần đề phòng, toàn thân ai ai cũng dân trào chân nguyên, dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chương 355, đây rõ ràng là chúa tể yêu ma, hai, dưới cái nhìn chăm chú của toàn bộ ám giới, hơn 500 con yêu ma đội ngũ chỉnh tề đột nhiên tách ra hai bên giống như đường ranh giới, đứng thành hai hàng chưa lại cho chính giữa một đường trống rộng rãi. Trái tim mọi người đập thịt thịt liên hồi, nhìn kiểu gì cũng là tư thế đại bốt xuất đầu lộ diện. Chẳng lẽ là thanh ma hoàng? Mọi người căng thẳng dõi theo, nhưng trong lúc đội ngũ hoàn toàn tách ra, không còn một đám yêu ma thân hình cao lớn che chắn nữa, một bóng người thon dài đập vào tầm mắt của mọi người. Sau khi mọi người nhìn rõ bóng người này, đều cảm thấy như sét đánh giữa trời quan, tâm thần chấn động kịch liệt mắt ai cũng trợn to như muốn rớt luôn ra ngoài quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cạch 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 bóng dáng đó mỉm cười chậm rãi tiến về phía trước yêu ma bị hắn đi ngang qua cũng như con bài domino kẻ này nối tiếp kẻ kia dồn dập quỳ xuống đất cung nghênh bày tỏ lòng tôn kính bóng người đó đi tới trước đại quân yêu ma đứng lại ồ đều ở đây cả sao biết ta trở về cũng không cần bày ra thế trận nghênh đón lớn thế chứ bóng người đó chính là cố thanh phong hắn mỉm cười nhìn mọi người đang còn khiếp sợ cười hít mắt chào hỏi giống như nhìn thấy bạn cũ đã bao năm không gặp yên tĩnh yên tĩnh đến kỳ dị khi cố thanh phong vừa dứt tiếng toàn bộ ám giới cũng không vang bất kỳ thanh âm nào tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ nhìn cố thanh phong giống như chúa tể của yêu ma sau lưng có năm trăm con yêu ma thần cảnh đang quỳ gối đại não của mọi người trong ám giới đã chết mấy bởi vì bất kể như thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông, vì sao Cố Thanh Phong lại đứng bên trong một đám yêu ma thần cảnh, hơn nữa những tên yêu ma kia còn cung kính như thế. Người muốn nói hắn là phản đồ, nhưng phản đồ nhà ai lại được yêu ma tôn kính như vậy? Mẹ nó đây mà gọi là phản đồ à? Đây rõ ràng là chúa tể của yêu ma thì có. Sao không nói gì thế, có phải thấy ta quay về vui quá không nói nên lời không? Cố Thanh Phong cười nói với mọi người, sự bình tĩnh trong sân bị phá vỡ một lúc lâu sau cố cố thanh phong rốt cuộc ngươi là ai tuyệt minh tử hét lên với vẻ mặt kinh hoàng không tin nổi ta là người như thế nào ngươi vẫn chưa rõ sao trước đây chính ngươi là người dẫn ta đến ám giới đấy hắn vừa nói ra câu này tuyệt minh tử cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi rất rõ ràng thậm chí còn âm thầm cảnh giác hơn ánh mắt bọn họ nhìn tuyệt minh tử giống như là đang nhìn người phiên dịch đưa ma quỷ vào làng cố thanh phong không quan tâm đến đám người bọn họ mà chuyển sự chú ý đi tìm thương tâm nhiên đã nửa tháng nay không được gặp vợ rồi nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy nhưng hình như tình trạng có chút không ổn sắc mặt có phần tái nhợt nghiên nhi có thích niềm vui bất ngờ mà vi phu chuẩn bị cho nàng không cố thanh phong mỉm cười nói cơ thể mỏng manh của thương tâm nhiên run rẩy đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong nháy mắt mặt nàng hoàn toàn trắng bệnh như bị rút hết máu, giờ phút này sức lực toàn thân như bị rút sạch. Nàng cắn chặt môi, lòng ngực phập phòng dữ dội. Nàng im lặng hai giây rồi nói, đây là niềm vui bất ngờ mà huynh chuẩn bị cho ta sao, giọng nàng khang đặt một cách kỳ lạ, khang đến mức muốn xé cổ họng, nhiên nhi nàng không sao chứ, cố thanh phong vừa nhìn sắc mặt của thương tâm nhiên thì biết ngay chắc chắc là nàng đã hiểu lầm, không khỏi vội vàng nói, nhiên nhi nàng đừng hiểu lầm, mấy ngày nay ta đi sang bằng vạn yêu quốc, những tên yêu ma này đều là thuộc hạ mà ta mới thu nhận đấy, hôm nay đặc biệt dẫn qua đây cho nàng xem thử. Sau khi giải thích xong sắc mặt của thương tâm nhiên vẫn tái nhợt, ánh mắt của nàng cực kỳ lạnh lùng, đó là một loại đau thương đến mức trong lòng lạnh lẽo như băng gần như tuyệt vọng, huynh thích nói dối ta đến thế sao? Thương tâm nhiên cố kìm nén cảm giác muốn khóc, nhìn chầm chăm người đàn ông đang đứng trước mặt, người này đã từng cùng mình sống vui vẻ cả suốt bao ngày đêm, là người đàn ông đầu ấp tay gối với mình cố thanh phong muốn nổ tung hắn không ngờ thương tâm nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy nhưng vấn đề là con mẹ nó chứ những lời hắn vừa nói hoàn toàn là sự thật hắn lại nhìn những người trong ám giới đứng xung quanh mình và phát hiện ra rằng vẻ mặt của những người này cũng có biểu hiện rằng chẳng lẽ hắn đang coi họ là những kẻ ngốc ư rõ ràng không ai tin những lời cố thanh phong vừa nói thật ra nghĩ lại thì những người trong ám giới đã bị vạn yêu quốc săn lùng phải trốn đông núp tây suốt mấy nghìn năm qua rồi hôm nay đột nhiên xuất hiện một người mới toanh nói rằng ta đã sang bằng vạn yêu quốc rồi còn thu nhận hơn năm trăm tên yêu quái thần cảnh làm đàn em nếu ai có thể tin mấy lời này thì chắc chắn kẻ đó ngu rồi cố thanh phong có chút nóng nảy chủ yếu là do nhìn thương tâm nhiên trong tình trạng thế này khiến hắn rất đau lòng nhưng con mẹ nó làm thế nào để giải thích bây giờ đột nhiên đấy trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Nhiên nhi, nàng tin ta, thật sự ta không hề lừa nàng, nếu không tin thì nàng nhìn này, cố thanh phong vừa nói vừa quay đầu ra lệnh cho đám yêu ma, gọi ta là chủ nhân. Hơn 500 tên yêu ma thần cảnh vội vàng đồng thanh hô to, chủ nhân, trong lúc nhất thời tiếng hô rung trời, nhiều sét đánh bên tai, chương 356, niềm vui bất ngờ trở thành nỗi kinh hoàng cố thanh phong hài lòng gật đầu, quay đầu, bây giờ nàng tin ta, hắn còn chưa kịp nói hết đã cứng họng rồi, bởi vì hắn nhìn thấy những cường giả cấp thần cảnh kia bị khí thế vừa rồi làm cho chấn động, từng người lộ ra vẻ mặt căng thẳng và cảnh giác, đồng thời lui về phía xa, sau đó rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn trùng cuối giật dây sau hậu trường. Ta, con mẹ nó, rất suy sụp. Nhiên. Cố Thanh Phong vừa định gọi thương tâm nhiên, kết quả lại phát hiện ra thương tâm nhiên đã rơi nước mắt rồi trên mặt của nàng không biểu cảm gì, nhưng nước mắt lại như những hạt ngọc không ngừng rơi xuống. vào lúc này, thương tâm nhiên cũng không biết bây giờ tâm trạng mình thế nào nữa, có hận thù, có tức giận, có buồn bã và cả tuyệt vọng. tất cả các loại cảm xúc phức tạp hòa vào nhau, thông qua những tiếng hô chủ nhân vang rền vừa rồi, thương tâm nhiên đã có thể xác định được thân phận của cố thanh phong. chủ nhân của chó săn cừu chỉ có thánh tộc. vậy thì cố thanh phong còn có thể là ai? hắn chỉ có thể là thánh tộc hoặc là hóa thân của thánh tộc ở thượng giới vừa nghĩ đến đây trái tim của thương tâm nghiên đau như dao cắt thánh tộc là kẻ thù không đội trời chung của nàng mối thù này còn mạnh hơn cả thù giết cha gấp trăm lần nhưng hôm nay kẻ thù đã lừa được thân thể của mình thậm chí còn thành thân với mình thương tâm nghiên chỉ muốn xé nát những ký ức còn sót lại về những ngày dây dưa với hắn nàng có thể nhớ lại gần hết mọi chuyện nghĩ đến việc trong đầu cố thanh phong khinh thường mình như thế nào khi chơi đùa với nàng Từng chút một xâm nhập vào hạnh phúc của mình, nhìn xem phản ứng của mình, thậm chí chính mình còn giúp hắn. Không phải, nhiên nhi nàng đừng khóc mà, có phải nàng đã hiểu lầm ta chuyện gì rồi không? Vi phu thật sự không lừa nàng, thật sự ta đã sang bằng vạn yêu quốc rồi, sau đó có lỡ tay thu nhận hơn nhiều yêu ma làm thuộc hạ một chút, tất cả ta đều nói thật mà, nhưng mà thương tâm nhiên đáp lại là hai chữ, bậy trận. Sau khi nghe mệnh lệnh của nàng, mọi người trong ám giới lần lượt hành động từng người một đứng ở một vị trí cụ thể, lập tức bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Thương tâm nhiên cũng lấy ra một viên ngọc tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, rõ ràng đó là mắt trận, sau đó lại thi triển thân thuộc phân thân, phân ra thành nhiều phân thân gia nhập vào trong trận pháp. DM Con mẹ nó, đây là đang muốn mưu sát chồng à, Cố Thanh Phong không bao giờ ngờ được rằng đại trận để đối phó với yêu ma này lại dùng để đối phó với hắn đầu tiên. Nói thật, Cố Thanh Phong đã cảm thấy có chút yếu thế rồi, tuy rằng hắn tự nhận mình là kẻ vô định ở thanh giới, nhưng mà đại trận 108 vị thiên đô sát ma này đúng thật là hắn không thể hiểu nổi. Đầu tiên, đây là trận pháp thượng giới, thứ hai, thứ đồ chơi này không chỉ đơn giản là tổng hợp sức mạnh của của 108 vị thần cảnh, mà nó còn mượn sức mạnh của thiên đạo nữa, chỉ có quỷ mới biết trận pháp này có thể mượn được bao nhiêu sức mạnh chứ. Tất nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất là thứ đồ chơi này không phải là công kích của yêu ma mẹ kiếp hắn vốn định chuẩn bị một niềm vui bất ngờ nhưng ai người niềm vui bất ngờ lại biến thành một nỗi kinh hoàng con mẹ nó chứ lại còn làm chính bản thân mình hoảng sợ ai đó nói một câu công bằng đi nếu như nói không hiểu thì cố thanh phong quyết định phải hành động hắn không thể đợi vợ mình lập xong trận pháp được chưa cần nói đến việc hắn có thể chống đỡ nổi hay không Quan trọng là khi hai bên giao chiến hắn sợ vợ mình bị chấn thương ngược, hơn nữa là cả ám giới chắc chắn cũng không còn. Vậy nên ngay sau đó, Cố Thanh Phong đã ra tay. Trận pháp còn chưa hình thành, Cố Thanh Phong đã bộc phát ra sức mạnh đại thần hồn cùng cuộn mạnh mẽ vô song trong cơ thể. Sức mạnh ung ung kéo đến lao về phía đám người thương tâm nhiên. Mọi người trong ám giới nhìn thấy Cố Thanh Phong ra tay, lập tức biến sắc. Thương tâm nhiên cắn chặt bờ môi mềm mại, vội vàng nói, mau lên nhưng nàng chỉ vừa dứt lời. Bùng! Sức mạnh thần hồn gia tăng, mọi người trong ám giới đều cảm thấy rằng bầu trời đang sụp xuống ngay lập tức, như trời giáng xuống đất, đè chặt lên người mọi người, giờ phút này, thần hồn của bọn họ như bị ép dưới ngũ chỉ sơn, không thể động đậy, cơ thể tất cả mọi người cứng nhắc đứng yên tại chỗ, như thể họ đã bị người ta thi triển thuật định thân. Trận pháp vốn đã sắp khởi động xong cũng tan tác vì bị ngắt quản, giờ khắc này, toàn bộ ám giới không có tiếng động nào hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng giống như nơi này đã bị một loại khủng bố không tên nào đó bao trùm tất cả đều im lặng tuyệt vọng bắt đầu lan tràn nỗi sợ hãi bao trùm trái tim mọi người đương nhiên ai cũng biết rằng trong một trận chiến người không thể di chuyển được nữa thì sẽ có kết cục gì cố thanh phong không hề cảm thấy kinh ngạc trước hiệu ứng mình tạo ra dù sao với sức mạnh bây giờ của hắn đã tương đương với sức mạnh của hơn một nghìn yêu quái cấp thần cảnh cộng lại rồi còn ám giới thì sao đây? Nhưng mà hơn một trăm vị thần cảnh, đến cả mạnh như thương tâm nhiên vậy mà cũng chỉ tương đương với mấy vị thần cảnh đỉnh phong hợp lực mà thôi, căn bản hai bên đã không cùng cấp độ, mà hơn nữa còn lệch nhau tổng cộng hơn mười lần. Chương 357, là ai? Một, cộc cộc cộc. Từng tiếng bước chân của cố thanh phong vang lên, hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt những người ở ám giới, mọi người đều vô cùng hoảng sợ, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi chỉ có đôi mắt hoảng loạn đang ánh lên vẻ kinh hoàng. Không thể làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Phong bước đến ngày càng gần hơn. Cố Thanh Phong đứng lại, nhìn những người đứng trước mặt, thở dài một tiếng. Hay, cần gì phải vậy chứ, bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe ta nói rồi chứ. Cố Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà trong sân vẫn hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả đều đã bị áp chế, không ai có thể phát ra chút âm thanh nào. Cố Thanh Phong đi đến trước mặt thương tâm nghiêng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt nàng. nghiêng nhi, không ngờ khi nàng tức giận vẫn xinh đẹp như vậy, thật sự khiến người ta trung trọng. Người đẹp cho dù trong trường hợp nào, biểu cảm ra sao thì quả nhiên vẫn có sức hút riêng, thương tâm nghiêng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đẹp trừng to hung hăng nhìn chầm chầm Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong hơi ngẩn người, đột nhiên hắn cảm thấy hình như câu nói của hắn có chút không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm tại sao hắn luôn có cảm giác giá vu của một đại ác nhân quấy rối một nữ hiệp tử tế vậy? Trời đất chứng giám, hắn thật sự không hề cố ý muốn nói như thế đâu, chỉ là tự nhiên nói thế thôi, chắc là theo thói quen. Chắc chắn là bởi vì mấy ngày nay ở vạn yêu quốc ồn ào nên đã bị lây một số tật xấu của đám yêu quái rồi. Mẹ nó, yêu ma thật đáng chết, rõ ràng đã làm hư ông đây rồi, nhiên nhi, vi phu biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mà thật sự ta không phải là thánh tộc, những yêu ma này do ta bắt từ vạn yêu quốc đến đây ta có một loại bí pháp đặc biệt có thể bắt yêu ma nhận ta làm chủ nhân không bao giờ được phản bội thương tâm nghiêng vẫn trừng mắt nhìn hắn cố thanh phong gãi gãi đầu đều do mấy lời bản tôn làm việc cả đời này không cần phải giải thích với người khác hại chết rồi cho nên bây giờ khi thật sự cần giải thích với vợ mình thì lại phát hiện ra căn bản mình không giải thích được gì cả tên kia bước tới đây một chút Cố Thanh Phong gọi một tên yêu ma thuộc hạ đứng gần đó, đám yêu ma ngẩn ngơ một lúc, đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đang gọi ai, cuối cùng một con yêu quái thông minh nhận ra đây là cơ hội biểu hiện tốt trước mặt chủ nhân, vội vàng làm người đầu tiên chạy đến. Những yêu ma khác thấy bị nó vượt mặt bắt đầu hối hận sao bản thân không nắm lấy cơ hội. Nhiên nhi, nếu nàng không tin thì vi phu sẽ chứng minh cho nàng xem, Cố Thanh Phong nói xong, quay đầu ra lệnh cho yêu ma thuộc hạ, hắn nói, tên kia có tiểu yêu. Yêu ma thuộc hạ nịnh nọc nói, vặn đầu của ngươi để chứng minh với phu nhân của ta là ta và các ngươi không cùng một phe đi. À! Yêu ma thuộc hạ lập tức ngay người tại chỗ, hoàn toàn choáng váng, Đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại đứng đây? Cố Thanh Phong thấy thuộc hạ trì hoãn do dự, không khỏi nhướng mày, còn chưa ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cải lại mệnh lệnh của bản tôn sao? Yêu ma thuộc hạ sợ choáng váng, cho nó một vạn lá gan cũng không dám làm trái mệnh lệnh, dù sao lời thề độc lúc đầu nó vẫn còn nhớ rõ mồn một, nếu vi phạm thì thật sự sẽ sống không bằng chết, nhưng nghĩ theo cách này thì có vẻ như bây giờ nó tự tử không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Yêu ma thuộc hạ nghiến răng, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong ám giới, nó vươn tay ra nắm lấy đầu của chính mình. Răng rắc đầu của một con quái vật khổng lồ đã bị vặn ra con yêu quái kia mất đầu cả cơ thể cũng ầm ầm ngã xuống đất hành động hành đã khiến tất cả mọi người trong ám giới bị sốc rồi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy đó chính là một yêu quái cấp thần cảnh đấy cường giả cấp độ cao nhất thế gian hôm nay lại tự sát chỉ vì một lý do hoàng đường như vậy sao chỉ vì một câu nói của cố thanh phong yêu quái thần cảnh đã chết thế giới này điên rồi hay chúng ta điên rồi Lúc này, cuối cùng trong mắt của thương tâm nhiên cũng có một chút cảm giác dao động. Một chút ngây ngốc hiếm thấy xuất hiện trên mặt nàng lộ ra một dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Nhiên nhi, bây giờ nàng đã tin ta chưa? Ta thật sự không cùng phe với yêu ma, cố thanh phong thuận theo tình hình giải trừ khống chế của thương tâm nhiên. Thương tâm nhiên nhìn cố thanh phong bằng ánh mắt phức tạp, huynh. Thật sự không lừa ta sao, lúc này nàng mới thật sự có chút tin tưởng. Bởi vì nếu như Cố Thanh Phong thật sự là thánh tộc, thực lực lại mạnh mẽ như vậy thì đâu cần ở đây nói nhảm với nhóm người bọn họ, càng không có lý do gì sau khi đã áp chế tất cả mọi người còn bắt yêu ma thuộc hạ của mình tự sát, những chuyện này hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Cố Thanh Phong thấy thương tâm nhiên còn có chút nghi ngờ, không khỏi quay đầu lại nói với đám yêu ma một lần nữa và nói, "Ai đó, lên đây một chút." Lũ quái vật hoàn toàn bùng nổ ngay lập tức, "Con mẹ nó, ai lại đi chết chứ?" "Ai dám đi?" tất cả quái vật nhìn nhau, nhưng không ai dám tiến lên một bước, cố thanh phong không kiên nhẫn câu mày, bắt đầu gọi thẳng tên. Trư yêu kia, nói người đấy, tên tài to mặt lớn đấy, đừng nhìn người khác nữa, tới đây nhanh lên. Phịch phịch, tên trư yêu bị gọi tên lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bầm tỏi, xin chủ nhân. Đừng giết ta. Cầu xin ngài đừng giết ta mà. Câm miệng. Nhanh chóng lăn qua đây cho bản tôn. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, Trư Yêu lập tức cảm thấy sợi tơ lời thề trên người mình đột nhiên siết chặt lại. Chương 358, là ai? Hai, Trư Yêu lập tức sợ tới mức hồn siêu phách lạc, lập tức lăn qua bên đó. Ra tay đi. Cố Thanh Phong lạnh lùng ra lệnh. Trong lòng Trư Yêu vạn phần không tình nguyện, thế nhưng sợi tơ lời thề đang rụt trịch khiến nó không thể không làm theo. Chết, hay là sống không bằng chết? Cuối cùng Trư Yêu lựa chọn cái chết trặc trắc một cái đầu heo cực lớn bị vặn gãy lúc này những người trong ám giới hoàn toàn tê liệt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hai yêu quái cấp thần cảnh đã chết như vậy đấy là những con chó săn đã từng săn đuổi người ám giới khiến họ lên trời không được xuống đất không xong đó thế mà hôm nay lại chết như một trò đùa vậy giờ khắc này ánh mắt của mọi người nhìn cố thanh phong đã hoàn toàn thay đổi trở nên vừa lạ lẫm vừa kính sợ lại càng không thể tưởng tượng nổi thế nào nghiêng nhi bây giờ nàng đã tin chưa thương tâm nhiên đôi môi hồng đào phơn phớt của thương tâm nhiên hơi cong lại bây giờ nàng đang quá sốc không thể nói nên lời nàng nhìn cố thanh phong bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp tâm trạng bây giờ của nàng đang trải qua những sự thay đổi chóng mặt khiến suy nghĩ của nàng cũng trở nên hỗn loạn hai cố thanh phong thấy thương tâm nhiên không nói gì cho rằng nàng vẫn còn chưa tin không khỏi thở dài một tiếng năm kẻ nữa lên đây chứng minh lại đi lần này không chỉ có lũ yêu ma bùng nổ mà tất cả mọi người ở ám giới cũng phát hoảng luôn rồi lại nữa sao còn giết một lúc năm con sao đây là yêu quái cấp thần cảnh đấy quả thực đang coi là xuất sinh nên thản nhiên chém giết sao sao cố thanh phong lại có được sức uy hiếp lớn như vậy chứ chỉ càng một lời nói đã có thể khiến yêu ma cấp thần cảnh chịu chết những yêu ma này rõ ràng cũng không phản kháng ngoan ngoãn tự sát chẳng lẽ trong lòng đám yêu quái này cũng muốn chết sao con mẹ nó chuyện này là thế quái nào đây vợ chồng son hai người cãi nhau vì sao chúng ta lại phải chết chứ sao thế chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình ra tay sao năm kẻ đứng ở hàng đầu tiên tới đây mau lên phịch 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 năm yêu quái cấp thần cảnh đứng ở hàng đầu tiên lần lượt quỳ sụp xuống đất cơ thể chúng run rẩy như cày sấy điên cuồng dập cầu cầu xin sự thương xót nhưng mà bọn chúng cũng có chút thông minh không cầu xin cố thanh phong tha mạng mà họ cầu xin thương tâm nhiên giúp đỡ chủ mẫu đại nhân xin người tha mạng cho chúng tôi xin người tin lời chủ nhân đi chủ nhân thật sự đã sang bằng vạn yêu quốc đánh bại thanh ma hoàng rồi thu nhận chúng tôi làm người hầu lúc này một vị yêu ma đột nhiên nghĩ ra cái gì đó trong lòng kích động vội vàng nói chủ mẫu đại nhân tiểu yêu có một pháp thuật hồi tưởng có thể làm hiện ra một đoạn ngắn hồi tưởng lại một khoảng thời gian trước đây không tin người xem thử một chút đi yêu ma kia vừa nói, vừa vung tay lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một màn hào quang hình ảnh được hiển thị trên màn hào quang, giống như đang xem phim vậy. Mọi người nhao nhao muốn xem, vừa nhìn trái tim của họ rung lên ngay lập tức. Bởi vì hình ảnh hiển thị trên đó chính xác là hình ảnh Cố Thanh Phong một mình chiến đấu chống lại yêu quái ở vạn yêu quốc, hàng ngàn quái vật cấp thần cảnh giữ tận hung ác với nhiều hình dạng khác nhau vây quanh Cố Thanh Phong vô số phép thuật dường như có thể trung chuyển cả trời đất ầm ầm tấn công về phía hắn bùm 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 âm thanh của những vụ nổ và tiếng hét giết chóc thật chói tai ánh lửa tia sét màu sắc ánh sáng từ cái phép thuật khác lập lòe khắp hiện trường cảnh tượng chấn động trước mắt quả thật giống như ngày tận thế mà cố thanh phong đang bị bao vây lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo ngang ngược giống như chiến thần bách thắng không hề sợ hãi xông lên chém giết đối mặt với tình thế gần như tuyệt vọng, quân địch đông hơn mình một nghìn lần, hắn cuồng vọng cười lớn, mái tóc đen tung bay loạn xạ, tự như quỷ thần lại như thần thánh, giống như một thiên thần đang cười nhạo những con sâu cái kiến không biết tự lượng sức mình. Mọi người trong ám giới nhìn thấy cảnh này đều chết lặng, hải hùng khiếp vía, bọn họ đều là cường giả thần cảnh. Đương nhiên có thể xác định rằng phép thuật hồi tưởng này không phải một ảo cảnh được tạo ra mà hoàn toàn là một đoạn hình ảnh ký ức chân thật, chính vì nguyên nhân như thế giống như trong phim điện ảnh phỏng theo sự kiện có thật người ta càng xem càng thấy sốc họ thử đặt mình vào đó nhưng lại phát hiện ra rằng khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng này họ không thể mặc sức liều lĩnh như vậy thậm chí có thể sẽ mất đi dũng khí chiến đấu nhưng cố thanh phong đã làm được hắn không chỉ đã làm được mà thậm chí ngay cả khi đối mặt với một cuộc tấn công như vậy hắn cũng không rơi vào tình thế bất lợi lấy một chọi một ngàn hoàn toàn từ bỏ việc phòng ngự điên cuồng lao tới cho dù công kích lên cơ thể mạnh mẽ đến thế nào thì hắn cũng không nhíu mày chút nào, thậm chí lại càng cười điên cuồng, đó là là khí phách của vị anh hùng thế nào chứ, thật là hùng vĩ có một không hai. Đây chính là sức mạnh của vệ yêu tiên thể sao? Thật sự có thể chấp cả yêu ma cùng cảnh giới sao? Lúc này, thương tâm nhiên không còn nghi ngờ gì trong lòng nữa, thay vào đó, trái tim nàng bị cảm giác tội lỗi mạnh mẽ tác động. Thì ra cố thanh phong thật sự không có lừa dối mình và để chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ, huynh ấy không ngần ngại mạo hiểm một mình, một mình chạy đến vạn yêu quốc. Chương 359, ban đầu còn gọi là đạo hữu, bây giờ thì, một, huynh ấy đã làm điều này cho mình, nhưng còn bản thân mình thì sao chứ? Không những không tin huynh ấy, thậm chí lại còn hiểu lầm huynh ấy. Lúc này, màn hình hiện ra cảnh cố thanh phong bị quái vật vây đánh đến mức thổ huyết. Trong màn hình, thân hình của hắn đang lão đảo sắp gục ngã, sắc mặt tái nhợt khóe miệng chảy máu đầy máu tươi, giống như một anh hùng đã đến hồi kết. Nhìn thấy cảnh này, thương tâm nhiên cảm thấy trong lòng đau như kim châm. Nàng nhìn chầm chầm khuôn mặt lúc này đang cười của cố thanh phong, cảm xúc dân trào trong lòng gần như bao trùm lấy nàng thật sự mình đã thành thân với một người đàn ông như thế nào chứ. Rõ ràng bọn họ mới kết hôn không lâu, đương nhiên cũng không có bao nhiêu tình cảm nền tảng, nhưng đối phương lại chịu làm nhiều việc cho mình như vậy. Một mình tiến vào vạn yêu quốc, một chọi một ngàn chiến đấu với lũ yêu quái cho dù bị trọng thương cũng hoàn toàn không lùi bước chỉ vì muốn chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ nếu không có phép thuật hồi tưởng này có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được rằng người đàn ông này đã âm thầm bỏ ra biết bao nhiêu công sức rõ ràng hắn vừa mới trải qua tình huống nguy hiểm như vậy vậy mà lúc này hắn vẫn đang tươi cười nụ cười kia thật bình tĩnh sảng khoái nhưng cũng khiến người ta thật sự đau lòng nước mắt không thể ngừng được nữa giống như một con đập vỡ tung tràn ra từ đôi mắt của thương tâm nhiên cố thanh phong không chú ý đến biểu cảm của thương tâm nhiên chỉ đắm chìm trong kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của hắn cảm giác này rất kỳ lạ giống như đang xem một bộ phim điện ảnh do mình đóng vai chính vậy lúc giả vờ nôn ra máu hắn cũng không chú ý lắm nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này từ góc nhìn thứ ba hắn không khỏi cảm thấy rất thỏa mãn con mẹ nó hắn thật hợp làm ảnh đế động tác này biểu cảm này ngay cả hình dạng của giọt máu trên mặt đất cũng đầy kịch tính. Hay, mình đúng thật là một ảnh đế mới xuất hiện bị hệ thống xuyên không níu chân. Xuyên không đúng là sai lầm mà, làm lãng con mẹ nó phí một cơ hội tốt của ông đây. Bụt Một làn gió thơm thổi vào mặt, một viên ngọc mềm mại xà vào lòng đã cắt ngang suy nghĩ của cố thanh phong. Cố thanh phong nhìn xuống, hóa ra là thương tâm nhiên vội và chạy tới. Thật sự xin lỗi, xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta ta đã hiểu lầm huynh rồi, lúc này, thương tâm nhiên đã khóc không thành tiếng, lòng ngực của cố thanh phong cũng bị nước mắt làm ướt một mảng, không có gì đâu, vi phu tha thứ cho nàng mà. Cố thanh phong nhẹ giọng an ủi, thương tâm nhiên nghe lời nói ấm áp của hắn, thân thể mềm mại khẽ rung lên, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như hoa lê trong mưa, đồng tử của cố thanh phong khẽ rung lên, phải nói rằng thương tâm nhiên quả thật rất xinh đẹp, cho dù đang khóc cũng đẹp như vậy đẹp đến mức trung động lòng người. Phu quân, ta, trái tim cố thanh phong đập loạn xạ khi nghe nàng gọi mình là phu quân, đây là lần đầu tiên thương tâm nhiên gọi như vậy. Suy, cố thanh phong đưa ngón tay đặt nhẹ lên môi nàng, ghé vào tai nàng thì thầm, ta hiểu rồi. Trái tim của thương tâm nhiên rung lên, lòng nàng xúc động không thể diễn tả được, nhưng mà, cố thanh phong lập tức nói thêm câu thứ hai, nếu như nàng thật sự vẫn còn băn khoăn, đêm nay, nghe những lời thẳng thắn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của thương tâm nhiên đột nhiên đỏ bừng lập tức giấu mặt đi nhưng ngay sau đó cố thanh phong nghe thấy một tiếng vâng rất nhỏ rõ ràng thương tâm nhiên đã đồng ý cố thanh phong vui mừng khôn xiết đang định nhân cơ hội nói thêm vài câu nhưng còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có thứ gì đó lọc vào tầm mắt hắn sắc mặt lập tức thay đổi hóa ra đã phát đến cảnh hắn đã đánh bại hơi một ngàn yêu quái cấp thần cảnh và chuẩn bị chiến đấu chống lại bạch hồ hoàng hậu cố thanh phong cảm thấy không ổn lập tức đưa một ngón tay ra một làn sóng năng lượng bạo ngược phát ra từ ngón tay của hắn giống như một tia laser lao về phía con yêu quái đang chiếu phim vút một lỗ máu to bằng ngón tay cái xuất hiện trên đầu con yêu quái thông qua lỗ máu thậm chí có thể nhìn rõ cảnh tượng đối diện âm cơ thể của con quái vật ngã xuống đất phát ra tiếng tầm những hình ảnh trên bầu trời cũng biến mất tất cả mọi người đều bị sự tấn công bất ngờ của cố thanh phong làm cho sửng sốt trong lòng có chút bối rối cố thanh phong hừ lạnh một tiếng nói hừ nếu như ngươi có cách hay như vậy sao không dùng từ sớm hại nhiên nhi hiểu lầm bổn tôn ngươi đáng chết những lời nói độc đoán này khiến lũ quái vật nhảy dựng lên vì sợ hãi chúng chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình quả nhiên không nói lý lẽ gì cả rõ ràng tên đó vừa lập công xong nhưng vẫn bị giết đám nhân tộc cũng thở rất khẽ thất thần nhìn nhau kinh hãi trước uy thế của sức mạnh kia chỉ có trái tim của thương tâm nhiên là đập rộn ràng bởi vì nàng biết rõ cố thanh phong giết yêu quái kia hoàn toàn là bởi vì hắn quan tâm đến cảm xúc của mình sau đó cố thanh phong giải phóng trừ áp chế trên người mọi người mọi người cảm thấy cơ thể được thả lỏng lấy lại được tự do nhìn cố thanh phong và thương tâm nhiên đang ôm nhau cảm xúc trong lòng cực kỳ lẫn lộn ánh mắt vô cùng kính sợ trong đó tuyệt minh tự do dự một chút sau đó tiến lên một bước, chắp tay xin lỗi, cố đạo hữu, vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm, chương 360, ban đầu còn gọi là đạo hữu, bây giờ thì, hai, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, giọng nói thiếu kiên nhẫn của cố thanh phong đã vang lên, tất cả tin mắt lên chút có được không vậy, đám người các ngươi còn muốn đứng ở đây làm bóng đèn sao, các ngươi mau chóng lui ra ngoài đi. Mọi người đều sững sờ, hư, lúc vừa gia nhập ám giới mở miệng một tiếng là đạo hữu, hai câu là đạo hữu, nhưng bây giờ thì hay rồi, gọi bọn họ là các ngươi luôn rồi. Mặc dù trong lòng mọi người ở ám giới đều vẫn còn chút khó chịu, nhưng không ai trong số họ dám không tuân theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, dù sao thực lực của hắn cũng đã bày ra đó rồi, kỳ thật bọn họ cũng còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn. Ví dụ như thể chất vệ yêu tiên thể rốt cuộc là loại thể chất khủng bố gì chứ, rõ ràng nó đã giúp một mình Cố Thanh Phong có thể sang bằng vạn yêu quốc một ví dụ khác là khi cố thanh phong mới vừa gia nhập ám giới không phải hắn chỉ mới đạt đến thần cảnh thôi sao tại sao bây giờ một người chỉ dựa vào uy áp thần hồn đã có thể áp chết toàn bộ hiện trường chẳng lẽ hắn trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực sao nhưng cho dù hắn có che giấu thực lực thì hắn vẫn là một con người tại sao lại mạnh như vậy là công pháp đặc biệt sao hay là do thể chất mạnh mẽ hay là hắn bảo vật tuy nhiên không ai dám hỏi những câu hỏi này đây là lợi ích của sức mạnh, khi sức mạnh của ngươi vượt qua những người khác một chút, bọn họ sẽ ghen tị và có thể muốn khám phá bí mật về sức mạnh của ngươi, nhưng khi sức mạnh của ngươi đã vượt xa người khác thì cũng không còn ai có lá gan dám làm chuyện này nữa. Sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy đám đông rời đi, hắn lập tức đưa tất cả yêu quái thần cảnh và xác chết của chúng vào trong không gian dị độ. Sau đó, Thương Tâm Nhiên bất ngờ ta à, lên một tiếng kinh ngạc đã thấy hắn bế nàng lên và dịch chuyển tức thời biến mất ngay tại chỗ có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn huống chi vừa rồi thương tâm nhiên đã đồng ý với yêu cầu rất vô lý như vậy cố thanh phong không phải là thánh nhân nên đương nhiên hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi một ngày sau thương tâm nhiên hỏi tại sao huynh chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà khi trở về đã trở nên lợi hại như vậy trái tim cố thanh phong đập thình thịch lập tức bịa ra một lời nói nhảm có lẽ là bởi vì ta quá nhớ nàng không còn cách nào khác không thể nói là do được bạch hồ hoàng hậu giúp hắn tu luyện nên hắn đã đạt được thuần dương thể đúng không thương tâm nghiêng hờn dỗi nói ta đang hỏi tại sao thực lực của huynh lại lợi hại như vậy mà cố thanh phong vừa nghe lời này lập tức sửng sốt ta nói nha cô vợ bé nhỏ nhà mình e lệ như vậy sao có thể hỏi vấn đề như vậy chứ bởi vì ta có phệ yêu tiên thể ngoại trừ có thể miễn nhiễm công kịch từ yêu quái cùng cảnh giới thì nó còn có thể dùng sức mạnh công kích của yêu quái giúp ta rèn luyện giống như là rèn sắt vậy càng đánh càng mạnh trên đời có thể chất lợi hại như vậy sao phu quân huynh nói xem sau này con của chúng ta có thể có được vệ yêu tiên thể không à có thể cố thanh phong đã nói dối bởi vì đây là tính chất đặc biệt lấy được từ hệ thống không thể truyền lại cho con cái kế thừa nhưng cũng không sao cả dù sao có phụ thân ở bên cạnh nếu sau này thật sự có con thì nó cũng có thể lựa chọn làm hậu duệ của thần phu quân à nếu huynh đã hủy diệt vạn yêu quốc rồi chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi cắt đứt thông đạo thôi thương tâm nhiên đột nhiên nói cố thanh phong trầm ngâm một lát ta vốn định nói với nàng chuyện này nhiên nhi ta quyết định không cắt đứt thông đạo nữa thương tâm nhiên vô cùng sửng sốt tại sao bởi vì ta chuẩn bị đi đánh bại thánh sứ rồi cứu nhạc phụ thương tâm nhiên đột nhiên ngồi bật dậy cũng không thèm để ý cảnh xuân của nàng đang lộ hết ra ngoài mà vẻ mặt lại có chút kích động nói không được huynh không được đi nghiên nhi bình tĩnh lại nào đi hôm nay nàng đã nhìn thấy phệ yêu tiên thể của vi phu mạnh đến thế nào rồi mà nói thật vi phu đã chắc chắn rằng mình có thể cứu được nhạc phụ không được thái độ thương tâm nhiên vẫn kiên định như thể dáng vẻ ám hoàng lạnh lùng thanh khiết ngày xưa đã quay lại phệ yêu tiên thể của huynh chỉ vô địch khi đối mặt với yêu ma cùng cảnh giới thôi nhưng mà thánh sứ là sự tồn tại vượt trên cả thần cảnh căn bản không ai địch lại được cái đó nhiên nhi thật ra ta đã nói dối nàng phệ yêu tiên thể của ta chẳng những không có đối thủ cùng cách giới mà kể cả đối thủ cao hơn một cảnh giới cũng là vô địch a à, thương tâm nhiên sững sờ một lúc sau đó phản ứng lại rồi nói không thể nào trên thế giới này làm sao có thể có một thể chất biến thái như vậy chứ huynh đang nói dối khi đối mặt với loạt tấn công của một nghìn yêu quái cấp thần cảnh huynh cũng đã thổ huyết sao có thể nói là bất khả chiến bại khi đối mặt với một thánh sứ mạnh mẽ hơn nhiều như vậy rõ ràng huynh đang muốn lừa ta rồi sau đó một mình đến thượng giới cứu phụ thân ta. Ta không cho phép huynh làm điều này, huynh đã làm quá nhiều thứ cho ta rồi, ta sẽ tự đi cứu phụ thân của mình. Thương tâm nhiên nghĩ rằng nàng đã nhìn thấu kế hoạch của cố thanh phong, mặc dù trong lòng nàng rất cảm động, nhưng thái độ của nàng rất kiên quyết, nàng sẽ không bao giờ cho phép cố thanh phong làm chuyện nguy hiểm như vậy. Còn trong lòng cố thanh phong bây giờ chỉ muốn tự tác mình một cái, con mẹ nó ai bảo mày diễn kịch giỏi như vậy chứ bây giờ giải thích việc này thế nào đây